Video ngày hôm nay sẽ không phải là một chiếc video hướng dẫn các bạn cách vứt đồ làm sao cho khô ngầu nhất, mà đơn giản là Hạ muốn truyền cho các bạn một ít động lực để cho những bạn nào không biết tinh gọn tủ quần áo bắt đầu từ đâu và cũng như xử lý quần áo thừa thải như thế nào, thì các bạn ơi hãy cùng Hạ tinh giản tủ quần áo ngày hôm nay nhé. Sau 6 tháng tập sống tối giản cũng như là trải qua được 2 lần đại dọn dẹp thì đây là lần cuối cùng Hạ dọn dẹp tủ quần áo của mình. Vậy tại sao Hạ lại phải trải qua nhiều lần dọn dẹp tủ quần áo của mình như thế? Đơn giản, trước đây Hạ là một cô gái khá là năng động và cũng như là cuồng mua sắm, cuồng thời trang ấy, cho nên là tủ quần áo của mình rất là nhiều món đồ khác nhau. Chính vì vậy mà chuyển sang hẳn là một cô gái sống tối giản thì đó là một cái áp lực cũng như là một cái khó khăn rất lớn của Hạ. Nhưng mà ngày hôm nay Hạ đã quyết tâm rồi, Hạ sẽ tinh gọn lại lần cuối cùng tủ quần áo của mình và để cho cái xác suất sử dụng quần áo của Hạ lên đến 90-100% luôn. Không phải là cứ vứt bỏ hết đồ đạc cũng như là so sánh số lượng đồ đạc mình sở hữu bao nhiêu thì mới quyết định bạn là người sống tối giản, mà cái giá trị của món đồ mang lại cũng như là cái sự cần thiết của nó trong đời sống hàng ngày mới là điều quan trọng nhất. Bạn cần phải ngồi xuống và hiểu đúng về cái định nghĩa tối giản cũng như là hiểu tại sao mình phải hạ quyết tâm để dọn dẹp lại cái tủ quần áo của mình đến thế. Đối với bản thân của Hạ mà nói thì những cái bữa tiệc mà mình mua sắm quần áo để chỉ đi dự cái tiệc này và không trùng với cái tiệc kia, hoặc là những cái cơn cuồng shopping, cuồng mua sắm, cuồng mua đồ theo trend, cái nào ra mình phải sở hữu bằng được, thì đó không còn là những cái gì ưu tiên hàng đầu của Hạ nữa, mà thay vào đó Hạ muốn cái lối sống của mình trở nên nhẹ nhàng, tích cực và đơn giản hơn rất là nhiều lần nữa. Nhưng đối với một số bạn không hoàn toàn theo đuổi lối sống tối giản như Hạ thì cũng có thể tham khảo video này. Biết đâu là sau khi tinh gọn được tủ quần áo của mình thì bạn có thể có thêm vài chỗ trống để rước thêm một vài em mới vào thì sao, đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu luôn nhé. Và bước đầu tiên quan trọng nhất là Hạ sẽ lôi hết tất cả những đồ quần áo của mình ở trong tủ ra. Bởi vì khi mà mình lôi ra hết á thì mình mới biết số lượng của mình nó nhiều khủng khiếp như thế nào, và mình sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn khi mà mình dọn dẹp nè. Rồi, đây là sau 2 lần dọn rồi nha. Trời ơi, nếu mà không phải sau 2 lần thì biết nó cỡ nào. Đây là cái núi đồ của Hạ nè. Sau 2 lần trước dọn dẹp quần áo của Hạ thì Hạ có rút ra một số bài học kinh nghiệm xương máu như sau. Đầu tiên đó là cái vấn đề là trời ơi, mình mua cái đầm này hồi lúc mình có 45kg à, bây giờ mình 50kg rồi. Thôi bây giờ mình cứ giữ lại đi, và mai mốt mình giảm cân mình sẽ có đồ mặc. Thì câu trả lời là không, no, no, never. Không bao giờ có cái chuyện mà bạn giảm cân xuống như hồi xưa. Hoặc là nếu có đi chăng nữa thì khi giảm cân xuống thì cái món đồ đó cũng không còn hợp mốt nữa. Nói chung là nó lỗi thời rồi. Chính vì vậy mà bỏ đi luôn. Rồi tiếp theo cái vấn đề thứ hai nè, là trời ơi, cái món đồ này mới qua mình mới mua được có vài tháng thì bỏ đi có tiếc không không? Trời ơi, lãng phí quá, bao nhiêu tiền của. Nhưng sự thật đó là khi bạn giữ lại bạn cũng không bao giờ sử dụng. Hạ đã trải qua cái cảm giác đó, cho nên ngày hôm nay Hạ sẽ hạ quyết tâm thực sự khi mà bỏ hết những cái đồ mà mình kiểu như hơi lưỡng lự một chút xíu, hoặc là mình cảm thấy nó không còn sử dụng được nữa, thì ok, bóp bụng thôi. Bây giờ mình phải quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt. Trải qua một cái khoảng thời gian thử nhiều phong cách khác nhau và ngày hôm nay Hạ đã có một cái phong cách thời trang như là một cái signature, một cái dấu ấn cho bản thân của mình. Cho nên Hạ sẽ bám theo 3 tông chủ đạo chính. Đầu tiên đó là màu trắng, màu đen và cuối cùng là màu be. Nếu chọn cho Hạ một cái màu sơ cua nữa thì Hạ nghĩ đó là màu xanh lá cây, bởi vì Hạ rất là thích màu này. Ok, vậy là chốt lại đi, Hạ có 4 màu cơ bản. Sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ là nhóm quần áo cần thiết và mình nhất định phải giữ lại. Nhóm thứ hai là nhóm quần áo lưỡng lự và nhóm thứ ba là nhóm quần áo nhất định phải thanh lý. Rồi, các bạn tưởng tượng đây là ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba. Rồi Hạ sẽ để theo cái thứ tự đó đi. Đầu tiên đây là một chiếc áo linen khá là basic. Ok, Hạ sẽ giữ lại, chắc chắn phải giữ nó. Tiếp theo nữa đây là một chiếc quần short màu đen. Ok, Hạ sẽ giữ nó bởi vì nó rất basic. Đây là một chiếc quần jean. Ok, quần jean rất là basic và nó sẽ sử dụng trong nhiều trường hợp. Và cái form của nó khá là ok với Hạ, bởi vì Hạ chân ngắn á, mà đã vậy cái chân nó hơi cong một chút, mà cái quần ống le này thì nó làm cho mình tôn dáng rất nhiều. Ok, Hạ sẽ giữ lại nha. Cái ống quần của nó cũng khá là rộng và thực sự Hạ không cảm thấy thoải mái, cho nên Hạ sẽ cho nó vào cái chuyên mục là thanh lý luôn. Ồn quá vậy trời, các bạn có nghe rõ không? Đó là lý do tại sao một tuần vừa rồi Hạ không quay video, là bởi vì họ lúc nào cũng khoan đục khoét vậy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? 5 giờ rưỡi chiều rồi mọi người ơi. Đây, 5 giờ 14 phút rồi mà chưa có nghỉ ngơi.
biết sao được. À, ồn quá. Rồi, xong, tiếp nha. Đây là ba chiếc quần màu be. Hai mỗi lần à, chuẩn bị mở miệng lên nói là nói vậy đó. Rồi, đây là một chiếc sơ mi màu đỏ. Màu đỏ không nằm trong danh sách hả? Nghỉ chơi luôn. Tiếp tục, đây là một... À, hả, thích chiếc đầm này vô cùng. Đây là chiếc đầm lining khá là rộng và thích lắm. Mà như vậy nè, nhìn kiểu và cái phong cách của Hà bây giờ là kiểu nó hơi rộng rộng, vải linen và cái màu be, màu đen, màu trắng, áo hai dây Hà cũng thích. Hình như là Hà có 3 màu. À, Hà sẽ cố gắng kiếm thử nha. Đây, màu đây là màu vàng đồng, màu vàng nghệ. Còn đây là màu đâu rồi, còn cái nữa mà. Hay Hà thích cái nào là Hà thường làm một kiểu mà nhiều cái lắm. Đó, đây, 3 cái. Thì Hà nghĩ là Hà sẽ giữ lại hai cái màu trắng với màu đen, còn cái màu vàng nghệ này nó không nằm trong danh sách nên là Hà sẽ cho nó đi luôn. À, đây Hà kể một cái kỷ niệm đó là lúc Hà mới mua cái áo này rất là xinh. Áo này là của Top Shop. Mà đồ của Top Shop cái form cũng ok lắm á mọi người. Hà bị ủi cháy nè. Bị ủi nó bị một lỗ khá là to và cuối cùng Hà theo cái bông này nhìn nó cũng không có đẹp lắm, nhưng mà cuối cùng thì Hà vẫn giữ lại với cái form á. Nó xinh lắm luôn á. Rồi Hà giữ lại nha. À có cái màu đen rồi. Ok, cái màu jean này thì màu đen đi mà chưa có, Hà sẽ giữ lại cái này. Đây là một chiếc áo lụa màu trắng và chiếc này phối hợp với một cái quần form suông thì cũng ok. Và sắp trên này Hà mua cậu của V64. Và V64 thực sự cái form quần của họ rất là đẹp. Đây là một chiếc áo hai dây vải linen. Hà yêu linen, mà linen dạng bột như thế này vô cùng, nên là Hà sẽ giữ lại. Nó cũng là màu trắng mà. Đây là một chiếc váy linen, váy ngủ linen thôi. Váy này mà mặc vào buổi tối vô mát xỉu. Hà sẽ giữ lại. Trời, Hà thích màu be lắm luôn á. Cái màu nó hơi vintage, hơi cổ nhìn. Cái gu của Hà là gu vintage mà. Áo trắng này cũng khá là xinh, nhưng mà Hà không thích nữa, bởi vì nó khó phối đồ lắm. Hà nghĩ là Hà sẽ dẹp luôn, bởi vì cái màu nó cũng ngã sang màu cháu lồng rồi. Nó hơi cũ rồi, mà cũ lên mặt thì cũng đâu có đẹp nữa đâu đúng không? Đây là chiếc áo phông màu trắng, hết sức basic. Dĩ nhiên là mình sẽ giữ lại, cái gì basic thì mình cứ giữ lại thôi. Dễ kết hợp, dễ mặc trong nhiều trường hợp nữa. À, đây, lụa red. Cái lụa mà Hà nói với mọi người là thích nè. Đó, nó nhẹ lắm, nó nhẹ như không vậy á. Nhưng mà nó có một cái là lúc mà mình mặc vào á, mình ngồi vào sau xe và kiểu gió bay phất phới là coi như nó bay theo, và nó nhẹ kinh khủng khiếp luôn á, mặc như là không mặc á. Mát lắm và nó cũng sang nữa, cho nên Hà quyết định giữ lại. Đây là một chiếc đầm linen khá là xinh cưng nữa. Tuy nó màu vàng nhưng mà Hà cũng không muốn thanh lý đi, bởi vì hình như là ai tặng Hà đó, một người bạn thân của mình tặng một chiếc đầm khá kỷ niệm. Thôi mình giữ lại đi. Màu vàng nó hơi chói lòa. Thôi Hà để nó riêng đi. Cái nào váy kỷ niệm thì mình để riêng. Đây là chiếc Hà thích chiếc này nữa nè. Đây là chiếc váy đầu tiên Hà tự may đó. Vì Hà dạy may xong Hà lấy ra Hà cắt may đó, khoe thành phẩm Made in by me. Đây, cái đầm này cũng chịu đầm suông, cũng dễ may lắm. Khi nào mọi người thích thì Hà hướng dẫn mọi người may. Ở đây là có 3 chiếc cúc nè. Đó, thực ra là Hà xẻ lên nó hơi cao, cho nên là Hà đã đóng thêm 3 hộp đúc để Hà may vô đây cho kiểu dáng một chút xíu. Đó, nó form dài xuống mắt cá, xong rồi sau đó nó xẻ lên một chút xíu nhìn xinh lắm. Đây nè, cái gì nè, nhìn nó hơi to nhưng mà mặc vô cái form á thoải mái dễ thương. Đây là một chiếc áo màu nude crop top, nó có eo ở đây. Hình như đây là của Randy bé thì phải. Đây là một chiếc đầm linen nữa. Cái này thì nó kiểu màu hơi nâu nâu một chút, nhưng mà Hà cũng thích, bởi vì nó kéo ở đây nè. Nó kéo hai bên đây nè, cũng là linen, nên Hà sẽ giữ lại. Còn cái zoom này là cái zoom không phải là body á. Cái zoom nó hơi xuông xuông form của Hàn Quốc một chút xíu, nên nhìn mặt cưng lắm, nhìn nó trẻ trung lắm, nên Hà quyết định giữ lại. Nó cũng màu xanh lá cây. Và đây là Hà mua ở Bangkok. Hồi đó Hà đi chơi với một người bạn, tự nhiên hai đứa không chịu đem đồ gì hết qua đó. Nó một cái màu xanh nước biển, Hà một cái màu xanh lá cây, cũng nhiều kỷ niệm lắm á. Khi nào Hà mặc cái này lên, Hà kể câu chuyện cho các bạn lúc Hà ở Bangkok thì vui phải biết luôn, cười điên luôn. Đây là một set vest màu be. Cái quần đâu rồi ta? Hà có cái quần, đây cái quần, một cái set vest màu be như thế này nè. Đồ của Hà toàn là brand là Made in by Mommy. Toàn là mẹ may cho không mà. Sướng lắm, là con gái thợ may sướng đó mọi người ơi. Thích gì là được mẹ may cái đó. Nhưng mà đợi cũng mòn mỏi lắm, bởi vì mẹ Hà thường làm cho khách nhiều hơn là cho mình. Chỉ khi nào rảnh thì là rảnh, Hà lâu lâu về chơi rồi bắt ghế ngồi chù, mẹ ơi may đồ cho con, mẹ ơi may đồ cho con, ngày nào cũng vậy thì mẹ mới may. Chứ kiểu thợ may thì người ta làm công việc của họ cũng hết. Đây là một chiếc áo. Ai gọi vậy ta? 20 minutes later. Xong rồi bây giờ thì mình lọc tới túi và giày nha. Đây. Ai cha cha, túi hả? Sau một đợt thì nó còn lại mấy chiếc như thế này thôi. Bây giờ mình lọc đây. Đầu tiên đây là một cái chiếc của Baccara. Hà không hiểu tại sao lúc đó Hà mua quần chi nữa mà Hà chưa sử dụng luôn á. Nó hơi đứng tuổi, cái form chữ A cũng đẹp nhưng mà nó không phù hợp với Hà nên Hà cũng không có dùng mấy đâu. Đây, cái form nó vậy nè. Nó là một cái A4, Hà nhét một vài thứ vô để nó bảo vệ cái form á. Mà để từ hồi lúc nào tới lúc nào giờ cũng chưa ra đi được nè. Hôm nay thì Hà quyết định sẽ nghỉ chơi với nó luôn. Còn đây là một chiếc túi thô bình thường thôi.
màu nâu rất là đẹp. Đây là màu, cái này là da bò thật hay sao mọi người? Cái lúc mà Hà mua là Hà tới cái chỗ mà người ta làm handmade luôn, và mình đợi người ta đóng theo cái ý thích của mình, cho nên là khá xịn. Hà sẽ giữ lại chiếc này. Còn đây là chiếc ba lô. Con gái cần phải có một chiếc ba lô ít nhất trong đời để bỏ những cái gì thầm và lòng, Hà sẽ giữ lại. Còn đây là một chiếc jacket, thì cái túi này cũng basic cho nên Hà sẽ giữ lại. Nó nhỏ nhỏ mình đi tiệc đồ cũng được. Còn đây là chiếc túi may. Ở trong đây có gì vậy ta? À, cái này là thắt lưng. Hà nghĩ là Hà chỉ giữ một trong hai thôi, cái nào được hơn? Hà nghĩ là cái này dễ hơn, màu đen nó dễ hơn. Còn cái này thì thôi, nó cũng chắc lỗi thời rồi. À, đây là một cái chip mà kiểu mình đi đi biển á. Đây nè, cái chip này, mình có nên giữ lại hay không ta? Mới luôn, Hà đi tầm khoảng vài lần, hôm bữa thấy tiếc tiếc nên mới để lại. Hà nghĩ là Hà sẽ cho ra đi luôn. Mình cũng ít mang mà. Tiếp tục đây là của một đôi anh em, rất là dễ đi mà cũng thích đỡ góc trụ. Mình dễ di chuyển. Mình mặc quần ống suông xong rồi mình sẽ mang cái này, mình giữ lại. Còn cái đôi này là cái đôi boot mà Hà chỉ toàn ở Sài Gòn thôi. Mà nếu Hà có đi du lịch á thì Hà lại thích mang ba tay nhiều hơn. Hà không thích mang những cái đôi boot như thế này, mặc dù nó khá là trendy, nó khá là xinh, nhưng mà giữ lại thì cũng không mang được nhiều, cho nên Hà quyết định rồi, Hà sẽ cho nó ra đi. Đây là một đôi sandal. À, cái đôi sandal này là cái đôi cũng làm bằng da bò. Hà nhớ là Hà mua hai cái này cùng một chỗ, nó đã đi một cặp như thế này nè, mà sử dụng rất là lâu và cũng êm nữa, Hà sẽ quyết định giữ lại. Rồi, cái đôi này là một cái đôi sandal, nó cũng có thể thay bằng dép, rất là thoải mái, chỉ cần sọc chân như vậy thôi nè. Nó hơi hầm hố một chút, nhưng mà mình mặc với cái đầm á, mình đi đâu cũng dễ thương. Đây là thử cho mọi người xem nha. Đây nè, mình được thấy không ta? Đúng, mình sọc cho thôi. Đi rất là thoải mái nên là Hà quyết định giữ lại. Cái form cũng đẹp. Rồi, màu đen thì cũng rất là dễ phối. Còn cao gót, đây là giày cao gót. Thì cao gót này thì kiểu này cũng rất là basic thôi. Màu nút, góc nhọn thì tôn dáng rất là nhiều, làm cho cái chân của mình dài da. Thì Hà nghĩ là Hà sẽ để lại, nó còn mới lắm. Hà mang giày kiểu hơi bị tiết tiền, hơi tiết của á, nên là mang xong là về lao bỏ vô hộp liền luôn á. Mình bảo vệ đi, tại mình cũng không phải là giàu có gì, không nhiều tiền lắm, nên bảo vệ được cái nào cứ bảo vệ. Còn đôi này là một cái đôi gì đây? À, đôi này cũng cao gót mốt. Đây, cao gót như thế này, cũng dây mảnh nữa. Hà thích mang đôi mảnh như thế này lắm nè. Hà chưa có cái loại nào như thế này đúng không? Nên Hà sẽ quyết định giữ lại đôi này. Ok, rồi giày cứ mạnh như đó thôi. Đây là cái nhóm quần áo Hà chuẩn bị thanh lý. Và bên này đây là cái nhóm quần áo giữ lại. Đồ của Hà bây giờ chỉ còn nhiêu đây thôi. Trải qua rất là nhiều lần rồi thì Hà mới được một cái tủ quần áo tinh gọn và tạm thời hài lòng như thế này. Nếu như bạn kiên nhẫn để coi đến đây thì chắc chắn trong đầu bạn lúc này đang đặt cho Hà một số câu hỏi đại loại như là: Hà ơi, sau khi bạn thanh lý đồ hết rồi thì chỉ còn sót lại một vài cái item hết sức là cơ bản như thế, thì liệu bạn sẽ kết hợp ra sao? Bạn có cảm thấy nhàm chán không? Và những cái món đồ này bạn có cảm thấy đủ hay không? Thì câu trả lời của Hà là có. Hà đã cảm thấy đủ rồi và Hà thực sự tự tin và thoải mái, dường như nó phù hợp với bản thân của Hà ngay thời điểm lúc này. Bởi vì ai cũng sẽ có cho mình những cái lựa chọn. Nếu như bạn lựa chọn là một quý cô thời trang sành điệu với nhiều phong cách khác nhau và bạn luôn muốn biến hóa theo cái vòng tròn của thời trang, bạn luôn luôn đi theo cái xu hướng và muốn làm mới mình trong mắt mọi người, thì đó là sự lựa chọn của bạn. Còn đối với riêng Hà, khi mà Hà đã lựa chọn cái phong cách này rồi thì bắt buộc Hà phải chấp nhận cái sự thiếu thốn của nó. Và tới đây thì Hà cũng sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa, đó là Hà là một người sống tối giản, tại sao Hà lại sưu tập nhiều accessory, nhiều cái phụ kiện hoa tai đến như thế? Thì lý do là ở đây, bởi vì cơ bản quần áo của Hà là những cái dạng basic, cho nên Hà sẽ làm nổi bật nó bằng phụ kiện của mình. Nó tạo cho Hà một cái điểm nhấn, và đó cũng là một cái sở thích của mình nữa. Và khi mà một người sống tối giản thì đâu ai cấm cản họ phải gác đi cái sở thích sưu tầm một món đồ nào đó, đúng không ạ? Vậy tại sao khi hướng tới sự tối giản, Hà lại chọn màu be, màu đen và màu trắng để làm màu chủ đạo cho mình? Bởi vì ba cái màu này là một cái tông
nó rất dễ kết hợp với nhau. Nó không kén dáng, kén tuổi và kén giới tính nữa. Các bạn hoàn toàn có thể ăn mặc thời trang khi theo phong cách tối giản, bởi vì tối giản không làm mất đi cái gu ăn mặc của bạn. Nói chung là khi theo đuổi cái lối sống này thì bạn gặp rất là nhiều khó khăn về mặt cảm xúc. Đầu tiên đó là cái sự nuối tiếc nè. Thứ hai đó là lưỡng lự. Thứ ba là phải tập cách buông bỏ. Và cái thứ tư là phải học cách chấp nhận cái sự lựa chọn của mình. Cho nên là họ nghĩ là nếu như khó khăn quá thì bạn cứ đi chậm thôi. Ví dụ lần đầu tiên bạn không tinh gọn được tủ quần áo của mình theo mong muốn, thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi nào bạn cảm thấy mình hài lòng thì thôi. Hà xin chúc các bạn là có thể vượt qua được nhiều cái cảm xúc gọi là khó khăn nhất để mà tiến tới một cái tủ quần áo tinh gọn nhất có thể. Các bạn ơi, nếu video ngày hôm nay thật sự thú vị và mang nhiều thông tin cũng như động lực cho các bạn, thì các bạn nhớ like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông nữa để cho chúng ta có một cái cơ hội gặp lại nhau vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Xuân Mê nhé. Bây giờ thì Hà sẽ nói lời chào tạm biệt các bạn ở đây. Bye bye, nhớ dọn dẹp nha. You ain't no good for me.